kinh văn khẩu trung hảo ngôn ngã ư tiền thế ư mẫu sanh trung tiên độ mẫu nhân đương thời thị ngã thê thiếp huynh đệ kim lai tương độ giữ nhữ tương tùy quy mẫu thế giới cúng dường mẫu phật hoặc ngôn biệt hữu đại quang minh thiên phật ư trung trụ nhất thiết như lai sở hưu cư địa bì vô tri giả tín thị hư cuống di thất bản tâm việt dịch ma thích nói rằng ta vào kiếp trước đã độ người kia lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta nên nay lại đến để độ nhau ta sẽ cùng các ngươi theo nhau đến cảnh giới kia để cúng dường đức phật nọ hoặc nó nói có cõi trời đại quang minh nơi đức phật và các đức như lai đang nghỉ ngơi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy đánh mất bản tâm rằng bất kỳ lúc nào nó gặp được người ma thích nói rằng ta vào kiếp trước đã độ người kia lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta nên nay lại đến để độ nhau giống như chuyện của lưu kim đồng mà tôi đã kể trước đây cô ta thường nói với nạn nhân của cô ta rằng họ đã từng là con của cô ta từ đời trước và là chồng của cô ta ở một kiếp khác trong quá khứ nay người ấy lại nói từ kiếp trước vào đời nọ, đôi khi vào đời thứ 101 hay 102 nào đó, ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, cứ nói như thế, nay ta đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người, theo nhau không tách rời, ta sẽ cùng các người, theo nhau đến cõi giới kia để cúng dường Đức Phật nọ hoặc nó nói có cõi trời đại quang minh chúng ta sẽ đến đó thực ra cõi trời mà nó đề cập đến là nơi ma vương đang cư ngụ nó nói đó là nơi đức phật và các đức như lai đang nghỉ ngơi đó là nơi đức phật đời này tất cả chư phật hiện đời mà ông đang tin kính đều là giả và các đức như lai đang nghỉ ngơi trong đó khi chư Phật đã mệt mỏi vì việc giáo hóa chúng sinh ở thế gian thì họ trở về cõi trời đại quang minh để nghỉ ngơi. Khi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, kết quả là họ đánh mất bản tâm, tín tâm ban đầu của mình. Kinh Văn Thử danh lệ quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, câu hãm vương nạn. Việc dịch đây là loại lệ quỷ tuổi già thành ma quấy rối người tu hành đến khi nhàm chán không gá thân vào người kia nữa cả thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật Giảng, đây là một loại lệ quỷ sau hơn 3.000 đến 5.000 năm tuổi già hóa thành ma nó quấy rối nhiễu loạn người tu hành nỗ lực phá hủy định lực của người tu nhưng sau một thời gian khi nó đã dở hết tất cả các trò chơi lừa phỉnh rồi và các món chơi không có gì mới nữa nó đã nhàm chán không gá thân vào người kia nữa khi ấy cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy, nó không còn ma lực thu hút hấp dẫn nữa, thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về nó, cuối cùng nó bị thưa kiện và tống giam. Kinh văn: nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi, mê hoặc bất chi đã vô gián ngục. Việc dịch, các ông nên rõ biết trước để khỏi rơi vào luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng, các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông nên sớm giác ngộ đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma, đừng rơi vào vòng luân hồi sinh tử của ma vương. Nếu mê lầm không biết đạo lý này sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn.